season. Xin chào mọi người, video này chính là video làm về một cái hầm chứa full mech trinh sát ở cái thế hệ đời mới nhất, phiên bản hiện tại. Thì những cái loạt đấu của mình ấy, thì đều là những cái trận đấu mà cá nhân mình đánh giá là rất là hay. Thì mình hy vọng là mọi người theo dõi đến cuối nhé. Trận đấu thì nó rất là nhiều đấy, tại vì nói chung là mình cố gắng quay mà mình không thể bình luận được ấy. Thì rất mong các bạn thông cảm. Để bạn nào mà muốn gọi là xem video cũng như là biết thêm nhiều điều thú vị, những cái lối bắn hoặc là di chuyển các thứ, những cái pha gọi là kéo tâm bia góc các thứ, thì mọi người có thể theo dõi đến cuối video này để có thể tích lũy thêm cho mình một chút xíu kinh nghiệm trong những cái trận đấu, đặc biệt là trong cái chế độ giải đấu FF3 nhé. Ok, chúc các bạn có những phút giây thư giãn xem video của mình nha. Three, two, one, go! Let's get things started.
3,